Quý vị, không khí xuân Nhâm Thìn năm 2012 đang tràn ngập trên khắp các phố phường. Mai vàng ánh, đào đỏ thắm và quất vàng rực rỡ, hoa tươi thi nhau khoe sắc dưới nắng xuân. Và có lẽ mùa xuân cũng là quãng thời gian hợp lý để chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau và cùng mạn đàm về những vấn đề đang được xã hội quan tâm. Thưa quý vị, Việt Nam chúng ta đang hội nhập với thế giới một cách toàn diện. Nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Vì thế mà giáo dục cũng ngày càng có vai trò và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới để có thể đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế. Ngành giáo dục Việt Nam cũng đang có rất nhiều đổi mới, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phát triển kỹ năng sống cho học sinh trong thời kỳ hội nhập toàn cầu. Nhân dịp xuân Nhâm Thìn, chúng tôi có mời đến trường quay các chuyên gia giáo dục và các thầy cô giáo đang làm công tác giáo dục ở trường phổ thông để cùng nhau trao đổi với chủ đề giáo dục toàn diện trong xu thế hội nhập toàn cầu, những năng lực cần có của học sinh Việt Nam. Đầu tiên, chúng ta vui mừng được chào đón tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hồng, chuyên gia về phương pháp dạy học, Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Quản lý Giáo dục Lê Tuệ Minh, Chủ tịch Hội đồng trường, Hệ thống Trường Phổ thông Quốc tế Wellspring, Hà Nội. Chúng ta cũng vui mừng được chào đón nhà giáo ưu tú Đặng Đình Đại, nguyên hiệu trưởng trường phổ thông Nguyễn Gia Thiều. Và thầy giáo Douglas Palmer, giáo viên Anh ngữ, chuyên gia phụ trách chương trình phát triển toàn diện trường phổ thông quốc tế Wellspring. Chúng ta cũng vui mừng được chào đón chị Đặng Kiều Trang, một phụ huynh học sinh của trường phổ thông quốc tế Wellspring. Chúng tôi xin được nhiệt liệt chào mừng các vị khách mời, các thầy cô giáo và các em học sinh đã có mặt trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng bắt đầu buổi trao đổi ngày hôm nay với những chia sẻ với tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hồng. Thưa bà Nguyễn Thị Bích Hồng, với vai trò là một chuyên gia giáo dục sư phạm và có những cái vai trò cũng như là thực hiện công tác kiểm định và khảo thí trong giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vậy thì theo bà, chúng ta nên hiểu như thế nào về việc là giáo dục học sinh một cách toàn diện trong xu thế hội nhập ạ? Thưa các vị khách mời, nếu như nói về giáo dục toàn diện thì ngày xưa, quan niệm ngày xưa của chúng ta về giáo dục toàn diện thì thường chỉ có là đức, trí, thể, mỹ thôi. Là đạo đức này, trí tuệ này, thể chất và mỹ cảm. Nhưng mà nếu như nói giáo dục toàn diện bây giờ ấy, thì chúng ta có lẽ là phải thêm một cái yếu tố rất là quan trọng, đấy là cái kỹ năng sống. Nhưng mà kỹ năng sống ở đây tôi cũng phải nói luôn là chúng ta không phải kỹ năng sống là những cái lý thuyết chết ở trên bài giảng chúng ta giảng cho học sinh đâu, mà là kỹ năng sống được trải nghiệm trong thực tế và nó hướng đến cái tính nhân văn cho con em mình. Thì cái giáo dục toàn diện hiện đại bây giờ là như vậy. Đấy là theo cái quan điểm và cái trải nghiệm của tôi.
Thế còn với cái ý về cái hướng hội nhập giáo dục toàn cầu thì cái này cũng đơn giản thôi. Tôi nghĩ rằng là hiện tại chúng ta vẫn đang như thế, và cái hướng để mà hội nhập toàn cầu không chỉ là cái giáo dục toàn diện đâu, mà chúng ta phải hướng đến một cái sự tương thích đối với chuẩn đầu ra quốc tế. Cái chuẩn đầu ra quốc tế có thể là mặt bằng của Việt Nam, chưa phải tất cả là đều là đạt một cái mức ví dụ như là xuất sắc hoặc là hoàn hảo. Thế nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng tạo được một cái background, một cái nền cơ bản để tương thích, thì như thế học sinh của chúng ta có thể hội nhập được. Và để hội nhập được như thế, ngoài cái giáo dục toàn diện, ngoài kỹ năng sống, thì chúng ta còn phải rèn cho các con cái kỹ năng ngoại ngữ này, một số những cái kỹ năng khác về cuộc sống, ví dụ như là âm nhạc hoặc là hội họa, mà cái điều kiện bây giờ, điều kiện tài chính của chúng ta hoàn toàn có thể cho phép là con em chúng ta theo học được. Tóm lại, một nền giáo dục toàn diện sẽ là một nền giáo dục mang đến cho con người, cung cấp cho người học những cái công cụ để giải quyết vấn đề thật là tốt, và những cái năng lực, những cái nhãn quan thật tốt để chớp lấy muôn vàn cơ hội đang diễn ra xung quanh mình, đồng thời tạo cho người học một cái năng lực thật là sâu sắc để xây dựng một cái xã hội nhân văn. Đại ý là như vậy, và tôi cũng sử dụng cái câu ấy như là một cái câu trả lời đầy đủ của tôi. Vâng. Thưa bà, nói về giáo dục Việt Nam thì chúng ta đang có những cái định hướng rõ ràng, ví dụ như là đa dạng hóa các loại hình trường học, trong đó những cái mô hình giáo dục hướng tới chuẩn quốc tế thì đang rất được quan tâm, đầu tư để có thể là tăng tính cạnh tranh, phát triển và đổi mới giáo dục. Vậy bà đánh giá về cái vấn đề đó của giáo dục hiện Việt Nam hiện nay như thế nào ạ? Hiện nay ở Việt Nam thì cái mô hình trường quốc tế chúng ta đã định hình rồi, nhưng mà thường là ở các thành phố lớn. Trong khi đó thì nếu nhìn từ góc độ quản lý nhà nước ấy, thì mô hình trường quốc tế làm thứ nhất là gia tăng cái tính cạnh tranh, thứ hai là mở rộng cơ hội cho người học. Và chúng tôi đánh giá là nếu mà nhìn từ cái sách lược thì đây là một cái sách lược rất là đúng đắn của chính phủ. Và không chỉ thế, nó mở rộng cái cơ hội cho người học, và chính cũng là kết nối người học của mình ấy đến với cái hướng hội nhập toàn cầu. Với cái mô hình trường quốc tế ở Việt Nam thì có rồi, và cũng có khá nhiều. Tuy nhiên là thứ nhất là nó giới hạn trong một cái đối tượng phụ huynh và đối tượng học sinh cụ thể. Và chúng ta hay nói với nhau một cái từ bình thường, bình dân là gia đình có điều kiện thì mới theo học trường quốc tế. Thế còn thì đối với những gia đình mà thu nhập còn khó khăn thì người ta chưa dám mơ đến. Đấy là về phía đối tượng liên quan đến tài chính, đến điều kiện vật chất. Thế còn nếu như nói đến cái chất lượng của nhà trường thì mô hình trường quốc tế ở Việt Nam thì tôi nghĩ là thực ra cũng vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều. Có những trường quốc tế rất là tốt, nhưng mà cũng có những ý kiến phụ huynh cũng phàn nàn, bởi vì là cái chất lượng nó chưa tương thích với cái mức chi phí người ta bỏ ra cho con của người ta. Và cái điều này cũng là điều mà khiến cho các nhà làm giáo dục, các thầy, các cô giáo chúng ta cũng phải lưu tâm đến. Thế thì nói cho nó hết vấn đề một chút nữa, thì tôi nghĩ là nếu như mà khách hàng ở đây chính là phụ huynh và học sinh, chúng ta cần phải có một sự lựa chọn thông minh, nghĩa là tìm những trường quốc tế có được cái chuẩn ở đây không phải là cái chuẩn mà chúng ta tự đưa ra với nhau, hoặc là cái chuẩn chúng ta tự quảng cáo với nhau, mà trong cái cách nhìn của chúng tôi thì cái chuẩn ấy phải là một chuẩn được công nhận bởi một tổ chức kiểm định có uy tín ở trên thế giới, và phụ huynh học sinh hoặc là người học, các con cũng phải lựa chọn. Chúng ta đều phải cố gắng làm sao để chúng tìm những cái thông tin tốt về trường. Ngoài cái chất lượng đào tạo ra còn rất nhiều những cái vấn đề khác để đảm bảo được cái chất lượng, cái sản phẩm của trường quốc tế và sản phẩm của giáo dục chúng ta nó không phải là một cái mặt hàng đơn thuần, mà nó là một sản phẩm đặc biệt. Đấy là con người có tư duy. Nên là khi chúng ta quan tâm đến mô hình này, tôi nghĩ là câu hỏi của bạn cũng rất là hay đấy. Tại thời điểm này tôi nghĩ là rất là cập nhật thông tin. Xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hồng. Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trao đổi với thạc sĩ Lê Tuệ Minh. Thưa bà Lê Tuệ Minh, trường Wellspring là một trong những trường song ngữ quốc tế tại Việt Nam được đầu tư với quy mô rất là lớn và hiện đại. Và nhà trường thì rất chú trọng đến việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy để có thể đào tạo ra những thế hệ học sinh có năng lực, có độc lập và có thể tự chủ với những cái hành động của mình và có trách nhiệm đối với cuộc sống của mình, đối với đất nước. Vậy thì bà có thể chia sẻ một chút cái cơ duyên nào mà bà lại quyết định là đầu tư để có thể xây dựng một ngôi trường như trường Wellspring ạ? Hôm nay là ngày xuân, tôi thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp bởi vì tôi cũng vừa hoàn thành được những cái chặng đường đầu tiên trong cái
việc thực hiện cái ước mơ của mình. Đúng là việc xây dựng ngôi trường quốc tế Wellspring nhưng ngày hôm nay vừa là ước mơ mà cũng vừa là một cái cơ duyên thôi thúc tôi là người quản lý giáo dục và trực tiếp xây dựng chương trình, xây dựng cho đội ngũ cho trường. Như vậy, trong cái quá trình và cái môi trường làm việc của mình thì tôi thực sự hiểu được những cái gì cần, những cái gì còn đang thiếu và những cái gì sẽ phải có trong nhân cách và năng lực của con người Việt Nam khi trước một cái thế giới không ngừng biến động và trước một cái xu hướng toàn cầu hóa như hiện nay. Cơ duyên lớn nhất đối với tôi có một cái sự trải nghiệm của người mẹ khi mà đi tìm môi trường giáo dục tốt nhất cho con mình ở ngay tại Việt Nam này. Tôi cần phải làm gì để trang bị cho con của mình, cho cái thế hệ sau của mình có được một cái năng lực đầy đủ hơn, có được một cái nhân cách hoàn thiện hơn để các em có thể sống tốt hơn, sống hạnh phúc hơn và có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai hơn. Vậy thì tại sao lại quyết định là mở một trường song ngữ quốc tế và cái sự ra đời của ngôi trường này thì có cái khác biệt gì đó trong cái nền giáo dục Việt Nam hiện nay không ạ? Kỹ năng làm việc toàn cầu, đó chính là cái mà chúng ta hướng tới. Và tôi cũng nghĩ rằng mỗi một nước có một cái bản sắc riêng. Tuy nhiên cái việc hội nhập là tất yếu. Chính vì vậy cho nên không có một cái nền giáo dục nhập ngoại hoàn toàn nào có thể thích hợp với học sinh Việt Nam được, mà chỉ có một cái nền giáo dục song ngữ kết hợp được cả hai yếu tố nhân cách, môi trường, văn hóa, đạo đức của đất nước mà chúng ta đang sống và sẽ sống, và một cái năng lực làm việc, năng lực học tập toàn cầu. Chỉ có như vậy thì con em chúng ta mới có được một cái năng lực toàn diện để phát triển. Xây dựng phát triển con người, nguồn nhân lực là quan điểm, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Tại Đại hội lần thứ 11, Đảng ta tiếp tục xác định phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một khâu đột phá chiến lược. Trước đây ở Việt Nam, khẩu hiệu của ngành giáo dục là đào tạo ra những con người vừa hồng vừa chuyên. Mục tiêu đào tạo bao gồm các mặt đức, trí, thể, mỹ, lao động. Hiện nay, trong bối cảnh đổi mới đất nước và hội nhập toàn cầu, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực Việt Nam thế kỷ 21, thời kỳ năm 2011-2020 là phát triển nguồn nhân lực toàn diện, cả thể lực, trí tuệ, ý chí, đạo đức và đặc biệt là có năng lực cũng như các kỹ năng. Có thể hình dung các kỹ năng của thế kỷ 21 bao gồm tư duy năng động và sáng tạo, có khả năng liên kết và giải quyết vấn đề, biết đề xuất các ý tưởng độc đáo, có kỹ năng giao tiếp, sử dụng thành thạo vi tính, ngoại ngữ. Những kỹ năng này vô cùng cần thiết, không kém gì các kỹ năng cơ bản như đọc, viết, làm toán. Đòi hỏi các em học sinh cần có và phải có để sau này làm việc trong một môi trường đa quốc gia với một không gian năng động toàn cầu. Chính các kỹ năng này như là một phương tiện để giúp giới trẻ tồn tại và cạnh tranh hiệu quả trong kỷ nguyên thay đổi không ngừng của thế giới. Nếu như các em học sinh được phát triển và rèn rũa tất cả các kỹ năng đó thì chắc chắn sau này các em sẽ thành công. Tuy nhiên, để thế hệ trẻ có được các kỹ năng và đạt được các mục tiêu trên còn tùy thuộc nhiều yếu tố như sự đầu tư thực sự cho giáo dục, xác định đúng nội dung chương trình, vận dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến, các quan điểm về đánh giá thi cử, cơ sở hạ tầng của ngành giáo dục, trình độ và năng lực quản lý giáo dục, đào tạo đội ngũ giáo viên, v.v. Hiện nay, ngành giáo dục Việt Nam cũng đang có nhiều hướng đổi mới, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kỹ năng sống cho học sinh trong thời kỳ hội nhập toàn cầu. Nhiều chủ trương chính sách mới trong giáo dục như đa dạng hóa các loại hình giáo dục, xã hội hóa giáo dục đã góp phần mở rộng các dịch vụ giáo dục, tranh thủ thêm nhiều nguồn lực cho phát triển giáo dục, tạo điều kiện cho người học được hưởng những dịch vụ giáo dục ưu việt nhất.
mô hình giáo dục có yếu tố quốc tế chất lượng cao đang là mô hình phát triển mạnh tại các thành phố lớn và là nhân tố đi trước, đón đầu, tạo môi trường giáo dục toàn diện cho học sinh. Nhiều ngôi trường đã và đang chiếm được cảm tình của phụ huynh và các em học sinh. Trường phổ thông quốc tế Wellspring là một ví dụ điển hình. Chúng ta cùng lắng nghe những cảm nhận của các em học sinh. Điều em thích nhất ở trường ngôi trường này là các thầy cô